bạn thấy mình đang kiếm tiền ít đi, chất lượng cuộc sống giảm xuống và thường xuyên căng thẳng mệt mỏi, hãy kiểm tra xem bạn có nằm thói quen này không nhé. Thứ nhất, thói quen sợ thay đổi. 2 năm qua, biến cố xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta rất là nhiều. Chỉ có linh hoạt thay đổi, thích nghi với môi trường mới, giúp bạn có thể sống tốt hơn trong giai đoạn này. Nếu bạn vẫn chưa chịu thay đổi, hãy cân nhắc về hậu quả nhé. Thứ hai, thói quen trì hoãn. Thay vì chờ nước đến chân mới nhảy, nếu bạn chủ động về thời gian, sắp xếp công việc thông minh, tập trung giải quyết công việc, chắc chắn cuộc sống và công việc của bạn sẽ khởi sắc lên đó. Cứ trì hoãn chỉ sẽ khiến cho chúng ta thụt lùi về mãi không chạm được tới mục tiêu mà thôi. Thứ ba, không lên kế hoạch. Việc lên kế hoạch sẽ giúp cho chúng ta ghi nhớ và định hình được những việc cần làm, ưu tiên việc gì trước. Nếu không tin, bạn cứ thử thực hiện và so sánh giữa một ngày thức dậy, muốn làm gì thì làm, và một ngày bạn dành ra 15 phút đầu ngày để lên kế hoạch, bạn sẽ thấy sự khác biệt rất là rõ rệt đó. Thứ tư, bị cuốn vào mạng xã hội. Trong khi chúng ta dành 180 phút lướt mạng xã hội, thì người khác đã học thêm được một ngôn ngữ khác hoặc đọc thêm được một quyển sách. Còn bạn sẽ không có gì ngoài một chiếc điện thoại hết pin và một đôi mắt rất là mỏi mệt. Thứ năm, thức khuya. Nếu mỗi buổi sáng bạn thức dậy trong sự uể oải, hãy kiểm tra giờ ngủ của mình. Thức khuya liên tục sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ và năng lượng của bạn. Vậy nên, nếu không có việc gì gấp hoặc quá quan trọng, thì hãy tập cho mình thói quen đi ngủ sớm hơn bạn nhé. 5 thói quen tuy nhỏ thôi, nhưng nếu thay đổi, cuộc sống của bạn sẽ khác đi rất là nhiều. Chúc bạn sẽ thay đổi và hạnh phúc hơn mỗi ngày nhé.